Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Top 5 của mình. Ngày hôm nay Top 5 có mặt tại Honda Hòa An 1 với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu các bạn nhé. Và ngày hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một phiên bản được lên màu sơn khác này, tem sơn khác trên mẫu xe Honda Quidic. Và các bạn có thể theo dõi trên mình ở đây. Đây các bạn có thể thấy rất rõ nhá. Đây là phiên bản Honda Winner X thể thao không được trang bị phanh ABS. Hiện nay về đại lý hai màu sắc là một màu đen bóng hoàn toàn mới và một phiên bản màu đỏ đồng nhất như này lên một bộ tem hoàn toàn mới các bạn nhé. Thì hiện tại phiên bản màu đen bóng thì vừa về đại lý đã có người đặt hàng rồi. Chính vì vậy mà đã phải bán cho họ rồi các bạn nhé. Mình không thể trực tiếp quay được. Và hiện nay chỉ còn phiên bản này nữa với một phiên bản đen nhám, tí mình sẽ quay gửi đến các bạn. Tuy nhiên phiên bản đen nhám ấy lại không thay đổi quá nhiều các bạn nhé. Nó chỉ thay đổi một số cái mảng màu chính trên cái phần hông xe mà thôi. Đây các bạn có thể theo dõi cận cảnh chi tiết ở đây. Với một màu đỏ đồng nhất này, các bạn có thể thấy rất rõ nhá. Về mọi thứ thiết kế trên xe, trang thiết bị tiện ích đến động cơ đều không thay đổi gì cả. Vẫn là khối động cơ DOHC 150 phân khối. Kết hợp với đó là một số những cái mà tính năng tác dụng khác trên xe như mặt đồng hồ full NLC hoàn toàn, cốp xe vẫn tương tự như vậy, vành xe, lốp xe vẫn tương tự như vậy các bạn nhá, không thay đổi gì cả, chỉ về thay đổi phần màu sắc thôi. Một số màu sắc thay đổi, trước đây là đỏ hoàn toàn. Đỏ hoàn toàn, tuy nhiên ý, ở phiên bản này là phiên bản đỏ đen. Nó sẽ có một chút những cái phần mảng nhựa màu đen. Kết hợp với đó này, trước đây logo Winix ở đây thì thay vào đó sẽ là logo 150 được làm to bản các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy rõ này, với rất nhiều những cái họa tiết như những cái tia chớp ở đây, các bạn có thể thấy rất rõ trên màn hình ở đây nhá. Kèm theo đó nữa là ở phía sau này, trước đây thì Honda cái logo ấy của Winix nó nằm trên này, thì nay đưa xuống dưới này. Nhìn thì nó cũng vẫn thế thôi, nó tương tự thôi. Nhưng mà với những bạn nào ấy yêu thích cái mẫu xe này thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn, bởi hiện tại giá bán vẫn tương tự giống như những cái mẫu xe Honda Winix phiên bản thể thao không được trang bị phanh ABS khác các bạn nhá. 38 triệu cho phiên bản này. 38 triệu cho phiên bản này. Đây các bạn có thể theo dõi xung quanh một vòng đi để có thể đưa ra cái lựa chọn cho mình. Chắc chắn mình nghĩ một điều ấy, đến 90% anh em khi mua mẫu xe Honda Winix thì các bạn thường là các bạn không để zin này đâu, mà các bạn sẽ lên cho mình những cái bộ tem chùm khác nhau. Các bạn nhá. Đây mình có thể quay qua một vòng đi để các bạn theo dõi. Hiện nay mẫu xe Honda Winix ấy vẫn với cái khối động cơ như vậy, với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI nhá. 1,7 lít trên 100 km. Đây các bạn có thể theo dõi cận cảnh. Lốp xe thì vẫn là lốp DRC thường thôi, tại vì cái phiên bản này là phiên bản thể thao không được trang bị phanh ABS mà. Đấy các bạn có thể theo dõi. Tí nữa thì mình sẽ báo giá thêm đến các bạn nhá, những cái phiên bản năm 2020 trở về trước nhá. Đây là phiên bản năm 2021. Tại sao lại là phiên bản năm 2021 ấy? Tại vì là cái phiên bản này sẽ được bán trong năm 2021, thường thì cuối năm vào khoảng tầm từ tháng 8 trở đi là tất cả những cái mẫu xe của Honda hoàn toàn mới sẽ được ra mắt để bán cho năm sau các bạn nhá. Và không chỉ mẫu xe này đâu mà còn rất nhiều các mẫu xe khác nữa có sự thay đổi phần màu sắc trong năm 2021 này. Đây các bạn có thể theo dõi kế bên cạnh đây là mẫu xe Honda Winix của mình. Về cơ bản thì mình cũng đã lên cho nó một cái bộ tem cũng rất là mới rồi. Nó sẽ mang cái đặc trưng của mình riêng. Vì chắc chắn 100% các bạn, gần như là các bạn khi mua mẫu xe Honda Winix về thì các bạn thường lên cho mình những cái bộ tem khác nhau và độ cho mình một số những món đồ chơi để có cho mình một mẫu xe ưng ý các bạn nhé. Đây mình có thể lên cho nó một cái bộ tem bạc này, logo Top 5 này. Kết hợp với đó là những cái phần các bạn có thể theo dõi này, vành xe cũng được thay đổi, dán vào một chút nhìn nó sẽ đẹp hơn, phong cách hơn một chút các bạn nhé. Đặc biệt hơn nữa là thêm những cái phần chống đổ để bảo vệ cho xe, cũng như là những cái phần đèn bi cầu mili nhìn nhỏ gọn ở đây, nó sẽ sáng hơn so với đèn zin bình thường, cũng như một số những cái trang thiết bị là cái ốc titan vân vân. Đấy mình có thể điểm qua một chút như vậy. Còn các bạn có thể theo dõi sang phía bên này, mình sẽ báo giá thêm gửi đến các bạn ấy những mẫu xe Honda Winix ở thời điểm này các bạn nhá. Đây các bạn có thể theo dõi là phiên bản camo. Hiện nay phiên bản này có cái sự thay đổi nhiều nhất các bạn nhá. Giá bán hiện tại của phiên bản camo là 40.500.000 đồng cho phiên bản này. 40.500.000 đồng. Và chắc chắn cái phiên bản chuẩn bị chắc chắn sang tháng 9 này nó sẽ về thôi. Cái phiên bản đó cũng sẽ có giá bán tương tự 40.500.000 đồng các bạn nhá. Nó chỉ thay đổi phần màu sắc tem xe, nó sẽ đẹp hơn một chút so với bản này các bạn nhá. Kế bên cạnh là phiên bản thể thao. Phiên bản thể thao trang bị không được trang bị phanh ABS thì cũng có giá bán vào khoảng tầm 38 triệu. Còn đây là một phiên bản cũng mới nữa này. Các bạn có thể thấy rõ nhá, vẫn là đen nhám như vậy. Tuy nhiên ấy, nó sẽ có cái mảng nhựa chỗ này là màu đen. Đấy các bạn có thể rõ, trước đây là chỗ này là màu bạc, nay thay bằng màu đen các bạn nhá. Đây là phiên bản mới thôi, nó chỉ thay đổi một chút cái này thôi, nó không thay đổi quá nhiều. Trong khi đó HRC thì 41 triệu, phiên bản này là 40.500 này, phiên bản HRC là 41 triệu này, phiên bản thể thao trang bị phanh ABS màu xám khói này giá là
40.500.000 các bạn nhé. Còn lại hai phiên bản màu đen xanh và đen cam ở đây cũng rất là đẹp, đây các bạn có thể theo dõi. Giá bán hiện tại của cái phiên bản này ấy là 38 triệu mà thôi, có thể nói là như vậy. Và hiện nay vẫn đang áp dụng chương trình trả góp với lãi suất là 0%, 0% các bạn nhé. Và kết thúc, theo như mình tham khảo được thì kết thúc cái chương trình đó vào ngày 31 tháng 8 năm 2020 này. Nên các bạn nào ấy nhanh chóng muốn mua xe đi, mua xe để được hưởng cái chương trình khuyến mại trả góp đó, cũng như là chương trình bốc thăm trúng thưởng một chiếc xe Honda Winner X cùng loại nữa, ví dụ như một chiếc xe Honda Wave phiên bản thể thao này nữa, thì các bạn cũng nhanh chóng đi. Bởi 31 tháng 8 năm 2020 này thì chương trình cũng sẽ kết thúc các bạn nhé. Kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2020. Và những bạn nào không may mắn trúng được những cái chiếc xe Honda Wave phiên bản thể thao không được trang bị phanh ABS ấy, thì các bạn cũng sẽ có cho mình một chiếc mũ bảo hiểm full face trị giá là 1,4 đến 1,5 triệu đồng. Đấy, mình có thể điểm qua một chút để gửi đến các bạn như vậy. Đó là một số nội dung thông tin mình muốn gửi đến các bạn thông qua video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Xin chào lại các bạn ở những video tiếp theo.